Cả nhà có đoán được đây là món gì không ạ? Từ ngày mà học được công thức làm món cơm chiên cần tây này, bé nhà mình mê tít luôn. Các mẹ có bé lười ăn rau thì nốt ngay lại món này để làm cho con nhé. Nguyên liệu rất đơn giản thôi, mình có một chén cơm nguội, một ít cà rốt thái hạt lựu và ngô tách hạt, thêm một chút hành tím băm nhỏ và hai gói bột cần tây nha. Mình chọn bột cần tây Goshi bởi vì thành phần nguyên chất từ cần tây tươi tuyển chọn từ nông trại cần tây được trồng tại tỉnh Lâm Đồng và cũng được sản xuất theo công nghệ sấy lạnh, giúp giữ đến 95% dưỡng chất có trong cần tây tươi ấy. Mình rất là thích thiết kế gói nhỏ tiện lợi, mỗi gói 3g như thế này để dùng mà không cần phải đong đếm, cũng có thể mang theo mọi nơi một cách dễ dàng. Đầu tiên mình sẽ bắc chảo lên bếp, đợi chảo nóng thì cho dầu ăn vào, rồi cho hành tím vào phi thơm, cho lần lượt phần cà rốt và ngô mình đã chuẩn bị, nêm thêm một chút hạt nêm ăn dặm rồi xào chín. Mình tiếp tục cho phần cơm nguội vào đảo đều cho tới khi cơm tơi thì mình sẽ nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp. Cuối cùng là trộn hai gói bột cần tây Goshi vào chảo, đảo đều cho tới khi bột thấm vào cơm là xong. Công nhận là thơm ngon nha mọi người ơi, bảo sao bé nhà mình thích thế chứ lại. Giờ thì sẽ bày lên đĩa cho bé ăn thôi nào. Nhìn món cơm chiên cần tây hấp dẫn các mẹ ha. Bé nhà mình bình thường lười ăn rau lắm, nhưng mà riêng món này thì con rất là thích nha. Mình thấy món này ngon, dễ ăn này, hạt cơm mềm, mùi thơm tự nhiên của cần tây, không bị hăng như là mùi cần tây tươi đâu. Bé nhà mình đi học về ăn ghéo cái là hết luôn đĩa cơm chiên các mẹ ạ. Bé nhà các mẹ mà lười ăn rau thì cũng có thể áp dụng cái công thức này để làm món cho con nha. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Lưu ý, hiệu quả của sản phẩm sẽ tùy thuộc vào chế độ ăn uống, luyện tập thể dục và cơ địa của mỗi người.